cô chào tất cả các con. Trước khi vào tiết học hôm nay thì cô có một câu đố nhỏ dành cho các con. Các con hãy cho cô biết vì sao chúng ta lại nhìn thấy mọi vật xung quanh? À, chúng ta nhìn thấy mọi vật xung quanh đó là nhờ có ánh sáng. Vậy ánh sáng có những đặc điểm như thế nào? Thì hôm nay cô và các con cùng nhau đến với bài khoa học ánh sáng. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vật tự phát sáng và vật được chiếu sáng. Các con hãy quan sát hai tranh dưới đây và cho cô biết tranh nào ban ngày, tranh nào ban đêm. À, tranh số 1 đó là vào ban ngày và tranh số 2 đó là vào ban đêm. Vậy các con hãy nêu tên các vật tự phát sáng và những vật được chiếu sáng ở trong hai hình trên. À, vật tự phát sáng vào ban ngày đó là mặt trời. Và vật được chiếu sáng đó là bàn ghế, gương, quần áo, sách vở, vân vân. Vào ban đêm, vật tự phát sáng đó là ngọn đèn điện khi có dòng điện chạy qua. Và vật được chiếu sáng đó là mặt trăng, gương, bàn ghế, tủ, vân vân. Vậy ban ngày vật tự phát sáng duy nhất là gì? Còn tất cả mọi vật khác được cái gì chiếu sáng? À, ban ngày vật tự phát sáng duy nhất là mặt trời, còn tất cả mọi vật khác được mặt trời chiếu sáng. Vậy ban đêm vật tự phát sáng là vật gì? À, ban đêm vật tự phát sáng là đèn điện khi có dòng điện chạy qua hoặc là đom đóm. Vậy mọi vật mà chúng ta nhìn thấy ban đêm là do gì? À, mọi vật mà chúng ta nhìn thấy ban đêm là do đèn chiếu sáng hoặc do ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng chiếu sáng. Vậy vì sao mặt trăng gọi là vật được chiếu sáng? À, mặt trăng gọi là vật được chiếu sáng vì mặt trăng không có khả năng tự phát sáng. Nó chỉ là một tấm gương phản chiếu ánh mặt trời. Nếu chúng ta đứng từ mặt trăng quan sát trái đất thì cũng sẽ thấy nó rất sáng do nhận được ánh sáng từ mặt trời. Và cầu vồng là hiện tượng tán sắc của ánh sáng mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đường truyền của ánh sáng. À, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khi chiếu đèn pin thì ánh sáng đèn pin đến đâu và nhờ đâu ta có thể nhìn thấy vật. Chúng ta cùng đến với thí nghiệm số 1. À, ánh sáng đến được điểm dọi đèn vào. Vì ánh sáng đi theo đường thẳng, các con hãy quan sát thí nghiệm nhé. À, các con thấy chưa nào? À, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu việc truyền ánh sáng truyền qua các vật qua thí nghiệm số 2. À, cô có một đèn pin và cô sẽ đặt một miếng gỗ. Cô đặt một tấm kính và cô đặt một quyển sách. Và các con hãy cho cô biết ánh sáng truyền theo đường cong hay đường thẳng.
À, ánh sáng truyền theo đường thẳng. Và kết quả của thí nghiệm 2 mà các con và cô cùng thực hiện, thì các vật toàn bộ ánh sáng đi qua, đó là tấm kính thủy tinh trong, tấm nhựa kính trong. Các vật chỉ cho một phần ánh sáng đi qua, đó là tấm kính mờ, vải mỏng, thước kẻ bằng nhựa trong. Các vật không cho ánh sáng đi qua, đó là tấm bìa, quyển vở, quyển sách, tấm ván, viên gạch. À, tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mắt nhìn thấy vật khi nào. Chúng ta cùng đến với thí nghiệm số 3. Chúng ta hãy cùng thí nghiệm và sẽ trả lời những câu hỏi sau đây. Khi đèn trong hộp chưa sáng, em có nhìn thấy vật không? Khi đèn trong hộp sáng, em có nhìn thấy vật không? Và chắn mắt bạn bằng một cuốn vở, bạn có nhìn thấy vật nữa không? Khi đèn trong hộp chưa sáng, em có nhìn thấy vật không? Thì khi đèn trong hộp chưa sáng, chúng ta không nhìn thấy vật. Và khi đèn trong hộp sáng, em có nhìn thấy vật không? Thì qua thí nghiệm, chúng ta thấy khi đèn trong hộp sáng, mắt ta sẽ nhìn thấy vật. Và khi chắn mắt bằng một cuốn vở, ta có nhìn thấy vật nữa không? Thì khi chắn mắt bằng một cuốn vở, ta không nhìn thấy vật nữa. Vậy mắt ta nhìn thấy vật khi nào? Mắt ta nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt. Vậy mắt ta nhìn thấy vật khi vật đó tự phát ra ánh sáng, khi có ánh sáng chiếu vào vật, khi không có vật gì che mắt ta, khi vật đó ở gần mắt. Vậy cô có kết luận ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt? Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con hãy tìm hiểu trong sách giáo khoa và có thể tìm hiểu nhiều hơn nữa ở trên Internet, sách báo. Và cô chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô chào tất cả các con.